Vâng, Cường Milo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và tiếp tục trong video ngày hôm nay, buổi chiều ngày 12 tháng 8, em trân trọng được giới thiệu cũng như là test liềm lúc 8 chiếc quản lý nguồn của MB Auto mã hiệu S600. Và báo cáo bác thì đây là mẫu quản lý nguồn chính hãng và cũng cao cấp nhất tại cửa hàng Hiếu Minh cũng như trên thị trường. Thì em khẳng định đây là mẫu cao cấp nhất tại thời điểm bây giờ mà không có mẫu quản lý nguồn nào trên thị trường có thể sánh ngang với chiếc này cả. Thứ nhất thì về hình thức bên ngoài nó cũng cải biên rất là nhiều, thì em sẽ giới thiệu ngay sau đây. Danh sách hôm nay em chuyển cho 8 bác nhé bác nhá. Trong đó anh Trần Văn Đức này có địa chỉ tại Hà Nam này, anh Tân này có địa chỉ tại Hải Phòng này, anh Quang Tuấn này có địa chỉ Hải Dương này, và anh Việt Phương có địa chỉ tại Bắc Linh, anh Ngọc Dương có địa chỉ tại Hưng Yên, và anh Đình Tuyên có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Dũng có địa chỉ tại Nam Định, và anh Văn Tính có địa chỉ tại Bình Phước các nhá. Đây là danh sách số điện thoại hôm nay em chuyển liền lúc mà 8 chiếc quản lý nguồn, mỗi quản lý nguồn vừa về hàng được 2 hôm nay nhưng hiện tại đang rất là hot tại cửa hàng Hiếu Minh cũng như là trên thị trường. Vì đây là mẫu mới nhất, tích hợp rất nhiều tính năng, các bác cùng xem Hiếu Minh vừa review lại và đánh giá. Thì báo cáo bác thì đối với kênh của em thì là một kênh đơn vị có thể nói là bán rất đa dạng các mẫu sản quản lý nguồn khác nhau. Nhưng đây là mẫu quản lý nguồn cao cấp nhất. Thì bác cùng xem ngay phần nội thất nhé bác nhá. Thứ nhất, điểm khác biệt đối với con mẫu quản lý nguồn mà hôm nay em giới thiệu các bác là mẫu quản lý nguồn được có tích hợp lọc nhiễu Mexico bác nhá. Một cục nguồn của Mexico, cục lọc nhiễu này, và tất cả các điểm le cổ tín hiệu đầu ra của nó đều có, ngoài le tạm trễ ra thì nó lại có thêm một tầng lọc nữa, nên là tổng cộng nó qua 2 tầng lọc. Và các bác lưu ý nhá, phải qua 2 tầng lọc và 2 tụ lọc nữa. Nghe trước bản trước đó bình thường thông thường bên những quản lý nguồn bên mình đã có tích hợp những con lọc này rồi, và bây giờ nâng cấp thêm đó chứ một cái lọc nguồn Mexico nữa, và giá thành lại rất là hợp lý cho các bác cùng anh em. Sản phẩm chính hãng thì bác để ý những cái phần bo dây nó này, đi này rất chắc chắn nhá, đi họ tất cả đường kết nối tín hiệu đều bằng cáp hết bác nhá, đó cực kỳ xịn sò. Các điểm chân bơm keo hết bằng rắc kết nối hết bác nhá, chứ không hàn thông thường bác nhá. Và một đặc điểm nữa là cái đến cái đường truyền của nó, để ý này, nó đều bằng là cái tấm phíp hai mặt đồng, nó làm nó liền mạch, nó không bị hao mòn địa tín hiệu ở đây là phần điện lăng. Vì các bác để ý một số trong quản lý nguồn thông thường nó sẽ đây là dây cái dây trần ấy, thì khi nó phát ra nó bị ra giảm thiểu điện lăng đó. Thì như biết thì mẫu quản lý nguồn là một thiết bị gần như không thể thiếu đối với tất cả bộ dàn sự kiện và phòng hát, là gần là không thể thiếu được. Còn đối với các cha gia đình thì mẫu quản lý nguồn này cũng gần như là không thể thiếu đối với những bộ dàn chuyên nghiệp hoặc những bộ dàn gia đình các bác tầm 3-4 thớt trở lên. Vì mẫu quản lý nguồn nó, thứ nhất là các bác có thể tích hợp đây là cắm tất cả các thiết bị dàn vào cái mẫu quản lý nguồn này, và cái thứ hai là các mẫu quản lý nguồn này nó sẽ đảm bảo cho các bác nó sẽ giảm đi tiếng xôi xì, nghĩa là giảm đi bác nhé, nó sẽ có phần nọc nhiễu sẽ giảm đi, và cái tiếng trễ bụp là vì nó sẽ qua le đây, nó sẽ cái tiếng trễ bụp ở loa nó sẽ giảm thiểu đi cho các bác, cực kỳ hiệu quả. Mà không phải mẫu quản lý nguồn nào trên thị trường đều có tính năng này. Và các bác để ý thực tế là rất nhiều anh em quay các mẫu quản lý nguồn gần như ít khi mở men ruột cho ra các bác để xem, để review. Còn đối với cửa hàng Minh, hàng thật, việc thật, người thật, việc thật. Đối với em, nhập về rất đa dạng mẫu, em luôn nào mở nội thất các bác. Và đối với mẫu quản lý nguồn, những phân khúc tầm trung cũng như tầm cao được sự đón nhận của bác rất là cao. Đó, vì nó là thực tế là bác có thể quyền mở ra xem thoải mái về nội thất, vì các bác bỏ đồng tiền ra đúng với giá trị mình nhận được, chứ không có gì có mập mờ ở đây cả các bác nhé. Đó, về nói tới giá trị thì em nhấn mạnh nếu các bác đi mua một cục nguồn Mexico hay không, nó giá rơi khoảng độ 8-900 nghìn, gần 1 triệu các nhé một cục này không. Đó, chưa tính đến các phần lọc nhiễu đây, tất cả quận cảm bằng đồng 100%. Thì cái bản nâng cấp này thì nó sẽ khác biệt so với bản thông thường, nó ở ngay cái mặt đằng trước các bác nhìn, gồm các cái đèn tín hiệu đây, nó sử dụng là đèn nháy phát sáng các bác nhé, đèn nháy phát sáng phím là phím mềm các nhé. Và cái đặc điểm thứ hai nữa là cái mặt của nó, mặt phay của nó, mặt phay nhôm liền, không phải phay bằng sắt đâu nhá. Các mẫu quản lý nguồn thông thường trên thị trường là bằng sắt, là cái tấm này bằng sắt, còn đây là bằng nhôm bác nhá. Nhôm nguyên khối này bác này, cắt CNC, dày quịch bác nhá. Rất là dày. Bác nhìn cái tai đây em quay sát này. Dày hơn nhiều cái ly ở đây rất nhiều bác nhá. Dày lắm. Bác nhìn cái tai bác biết rồi, nhìn cái tai bác em nhìn đây, quay trực quan ban ngày. Và tích hợp Automat. Đây là bản cao cấp của MB. Đơn vị MB này thì hiện tại họ đang cũng như phân phối cũng như bán ra rất nhiều các mẫu quản lý nguồn vang rồi đẩy,
thì biết là mẫu quản lý nguồn họ đang một sở hữu một series như 10.2, 9.2, 8.2, DB200 và DB300 của MB. Thì mẫu S600 là mẫu mới nhất của hãng và là cao cấp nhất, tích hợp ngoài cái đèn quắc ở đây, quắc đây là cái đèn quắc, bác có để ý chỉ cái đèn này thôi là bác biết là sự khác biệt rồi. Các mẫu quản lý nguồn thông thường thì nó chỉ cái đèn nó chỉ chiếm khoảng độ 2/3, nó đến cái số 3 hắt trở lại nó rất là nhỏ. Còn đây em quay một mẫu quản lý nguồn nó dày, đây nó khoảng độ 8cm bác nhá. 8cm, cái màn hình rất là lớn, cỡ lớn thì nó tạo ra một sự sang trọng đẹp như các bác sử dụng trên một cái điện thoại cũng vậy. Điện thoại cảm ứng mặt to thì nó rất là đẹp. Thì đối với cái mặt này, mặt riêng cái mặt quắc đây của hiển thị số vô này, nó đã có thay đổi sự khác biệt, nó mặt quắc nó tương ứng để cho nó hài hòa với cái giao diện này đó. Có thể nói là thiết kế mẫu mã rất là đẹp và sang trọng và tích hợp tính năng lọc nhiễu đường điện. Tất cả các chân nó đều bằng nhíp, cái nhíp này rất là cứng nhá. Đối bản này nó khác biệt so với bản khác là cái nhíp này rất là cứng dày, bằng đồng 100%, có 10 ổ thì 2 ổ là phía trước là điện trực tiếp và 8 ổ phía sau là điện qua lọc nhiễu các nhá. 8 ổ phía sau đây qua quản lý thiết bị đó. Dòng con này thì chịu dòng rất là lớn, lên đến gần 7kg, gần 7.000W các nhá. Như là anh em sự kiện, xô chậu hoặc các bác chơi gia đình phòng hát thì vô tư luôn, kẹp cho em tất đẩy vào. Còn trừ phòng đây là như là đi ở đây là đi ba thì không mẫu quản lý nguồn là chịu được cả, vì ba người ta phải dùng điện 3 pha thì mới trụ tại. Vâng, vừa rồi còn một đặc điểm nữa mà em muốn nhấn mạnh, mà vừa xong review còn một đặc điểm rất là ưu việt nữa, đó là đối với quản lý nguồn này nó sử dụng, đây là như bác nhìn đây, nó sẽ có thêm một cái rắc như là dây nguồn phụ này, là anh em đi xô cho vào hay sự kiện là cho vào tủ máy không phải thò tay vào nữa nhé bác nhá, không phải thò tay vào nữa, mà nó có một dây nguồn phụ đây để bác kết nối, dài khoảng 1m đến 1.5m bác nhá. Để kết nối chỉ ấn cái và bác không phải thò tay vào nữa, một điểm rất là hay mà các mẫu quản lý nguồn trên thị trường rất hiếm khi có, hoặc là có đi chăng nữa này các bác phải đấu bằng tay, nó rất là phức tạp. Còn mẫu này nó đã đi liền luôn rồi bác nhá, đó rất là xịn sò, phải nói từ chất và dây. Sử dụng dây, một dây nguồn rất là lớn, dây liền để có thể đủ tải trọng, chịu tải được cho tất cả các thiết bị của bác, dài khoảng 1m, nó khoảng 1m gì đó. Đây nó đều có đầu bọc, em đã tháo ra rút tải cắm bác nhé. Lấy chặt lắm này bác nhỉ. Đó. Và hàng nguyên hộp thì bác để ý nó sử dụng một hộp rất là lớn. Hộp lớn và cái quản lý nguồn này nó nặng, có thể nói là mẫu quản lý nguồn nặng nhất thời điểm bây giờ. Vì con này nó nặng tương đương một con đẩy nguồn xung, rất là nặng các bạn, em chưa cân chính xác nhưng nó khoảng 5-6kg, rất là nặng, phải nói từ rất là nặng. 6kg nếu có ít thì gì không nhá, rất là nặng luôn. Vì tích hợp cả quật lồng nhiều đây nó rất là nó rất là nặng. Và cái hộp nó rất là to. Đường kính nó size nó lên đến 22. Nó to rộng hơn do rất nhiều so với mẫu quản lý nguồn thông thường. Đó. Đây phần nắp các nhá. Nắp tem nhập khẩu của MB. Và bên trong thì nó sử dụng hai xốp hai ke này và hai số u hai mặt để bảo vệ trước khi em xuất đến tay các bác nhé. Đấy, một trong video em review rất chi tiết đối mẫu quản lý nguồn để trước khi xuất đến tay các bác cũng anh em, và em test rất là cẩn thận. Và cũng cho thay mặt cửa hàng Hiếu Minh thì cũng gửi lời cảm ơn đến 8 anh đã đặt niềm tin và đồng hành cùng cửa hàng Minh đối với những thiết bị dàn như mẫu quản lý nguồn em review các bác. Cho những bác hôm nay đặt hàng thì cũng có những bác là khách quen bên Hiếu Minh rồi đó. Và gửi lời cảm ơn tất cả các bác cũng như anh em đã đồng hành cùng cửa hàng em, và cảm xin chúc kính chúc sức khỏe các bác của anh em luôn luôn mạnh khỏe và có một cái tình yêu âm thanh thật tuyệt vời. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác. Các bác có nhu cầu thì gọi đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội bác nhé, hoặc đến hoặc liên hệ trực tiếp bên cửa Minh Hoa, hai số online là 0919182223 hoặc 0869997229. Một đơn vị có thể nói là bán rất đa dạng các mẫu sản phẩm âm thanh, từ loa đẩy công suất rồi là những dòng loa nghe nhạc karaoke, đầy đủ phân khúc từ hàng mới hàng bãi có hết các bác nhé. Có đến tất cả hàng bên Hiếu Minh, một đơn vị uy tín tại Hà Đông, Hà Nội. Và xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ. Vâng, hôm nay thì bên Hiếu Minh đang anh em đang tiếp tục để đóng hàng cho xong gấp hôm nay nhé bác nhé. Bên trong này đang tiếp tục đóng đơn pin, đơn đẩy công suất đẩy mức pin 36 kg. Hôm nay thì bên cửa mình đi rất nhiều thiết bị dàn, anh em cố gắng đóng hết sớm và đi được hai cặp loa DK. Đây là đi chuyển tỉnh rồi nhá, đi ship xe em đi xuống tính và những chiếc xúc cuối cùng. Báo cáo bác, từ xúc 40 em chỉ còn 2 quả nữa là hết nhá. Hôm nay xuất đi cho hai bác này, đi quay luôn. Tổng em còn 2 quả nữa là hết sạch luôn. Cho anh Xuân Hiếu này.
hai quả súp cho một bác nữa đây. Hồ Sĩ Hiếu, hai bác tên Hiếu. Đó. Và cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác cũng anh em nhé.